Xin chào thầy và tất cả các bạn, mình tên Nguyễn Văn Trình, mã số sinh viên 17142332, học lớp vi xử lý chiều thứ tư tiết 789. Hôm nay mình thực hiện video nhằm làm bài tập 12 với đề bài là điều khiển động cơ DC như video hướng dẫn mà thầy đã gửi. Đầu tiên chúng ta sẽ qua phần ván mạch nguyên lý. Chúng ta dùng con bít 16F887. Ra cho nó chạy với 20 mê. Chúng ta tạo nút nhấn. Đầu tăng theo CB một nối vào chân in 1, in 2 nó vào chân RC3. RC7 nó vào chân enable. E nó đất. Sử dụng BIOS. Sử dụng chân hồ 1 và 2 của con là 298. Một tờ.
dùng DC. Và phần mạch nguyên lý đã xong, chúng ta pha phần sơ đồ. Thì đầu tiên chúng ta vào khai báo thư viện cấu hình cất chân, cấu hình Tamer và cấu hình BMM. Và trạng thái động cơ đầu tiên nó sẽ bằng một. Khi chúng ta nhấn up thì nếu đúng thì cấp động cơ sẽ tăng một, và khi nó cấp động cơ nó tăng tới 10 mà chúng ta nhấn nữa thì cấp động cơ nó vẫn chạy 10. Nếu như chúng ta nhấn down thì cấp động cơ sẽ giảm, và nó sẽ giảm tới 1, và cấp động cơ nó sẽ giảm tới 1 khi nó bằng 1, khi chúng ta nhấn nữa thì nó vẫn bằng 1. Và nút start stop thì nó sẽ đảo chiều động cơ, và trạng thái động cơ bằng 1 là động cơ chạy, bằng 0 là động cơ tắt, và kết thúc chương trình và lặp lại vòng lặp. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần code. Thì đầu tiên chúng ta vào khai báo thư viện con BIC 16F887, cầu chì thạch anh với delay clock 20 m, khai báo hai chân ba chân B0 B1 B2, với chân B0 là nút up, chân B1 là nút down, và chân B2 là nút start stop, và chân enable với chân C7 kết nối với L298 như mình đã vừa thiết kế. Rồi C7 nó với con L298. Thì chúng ta khai báo với các biến như volume, cấp tốc độ và trạng thái động cơ. Thì đầu tiên chúng ta khai báo nút nhấn start stop, chấm dọi, chúng ta chấm dọi, và khi được nhấn nút start stop thì trạng thái động cơ sẽ đổi trạng thái, và bằng 1 thì động cơ sẽ chạy với cấp tốc độ là 1, và bằng 0 thì động cơ sẽ tắt. Cấp tốc độ bằng 0 thì động cơ sẽ tắt. Tiếp theo thì chúng ta qua với nút nhấn up thì chống dọi, và khi nút nhấn được nhấn thì cấp động cơ sẽ được đặng một đơn vị. Khi cấp tốc độ thì nó bằng 10 rồi thì nó sẽ không tăng nữa, và nó vẫn giữ nguyên 10. Tiếp theo là qua nút nhấn down thì chấm chấm dọi, nút nhấn down. Khi chúng ta nhấn nút nhấn down thì cấp động cơ sẽ giảm một đơn vị. Khi nó giảm tới 1 thì cấp tốc độ nó vẫn giữ giữ là bằng 1. Khi chúng ta nó đã là bằng 1 thì chúng ta nhấn nữa thì nó vẫn là bằng 1. Động cơ vẫn chạy với cấp tốc độ là thấp nhất. Tiếp theo chúng ta qua phần chương trình chính, Voidman. Và xét trích chân C, chân B. Output loud pin C3 là cho phép động cơ chạy thuận. Và setup CCB1 thì cấu hình chân C1 là chân out của BMM. Và chúng ta set setup timer 2 với thiết kế chu kỳ xung của BMM là 0.8 mili giây. Thì cho đầu tiên cho set timer 0 là timer 2 là bằng 0. Và output 2 enable là cho phép kết nối con L298. Vào thì
Volume bằng 0, trạng thái làm cao bằng 0, cấp tốc độ bằng 0. Và set BMM dirty volume là để thay đổi tốc độ của động cơ. Và chúng ta qua vần lặp là khi mà trạng thái động cơ bằng 1 là động cơ đã chạy mới kiểm tra nút up nút down được, là chúng ta kiểm tra nút up nút down và kiểm tra nút start stop. Và tiếp theo là để thay đổi tốc độ của động cơ, chúng ta compile thử phần chương trình mình đã vừa viết. Và không bị lỗi, chúng ta sẽ qua phần mô phỏng. Cho nó chạy với tốc độ là 20 mê có thể. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mô phỏng thử nè. Đầu tiên chúng ta vào nhấn Start Stop để cho động cơ chạy. Thì khi chúng ta nhấn Start Stop thì động cơ sẽ bắt đầu chạy. Và khi nhấn Up thì động cơ sẽ chạy nhanh hơn. Và khi nhấn Down thì động cơ sẽ chạy chậm hơn. Và khi chúng ta nhấn lại Start Stop thì động cơ sẽ dừng. Và phần trình bày của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi.